Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu như thấy thông tin này hữu ích, nhớ cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, vụ án mà Vạn Thịnh Phát chúng ta phải gọi là kỳ án phải không quý vị ha? Thì hầu như là người Việt ở trong nước ai nấy đều biết, ngay cả những người Việt ở hải ngoại cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Tại sao trong thời điểm này thì vụ việc của Vạn Thịnh Phát mới bùng nổ và bà Trương Mỹ Lan bị bắt, tại sao không phải là thời gian trước, thời gian mà đỉnh điểm nhất, hoặc là có những thời gian mà bà Trương Mỹ Lan cũng đã bị tố cáo là đã có lùm xùm bê bối về vấn đề lường gạt, nhưng sao những cái vụ đó thì đã im ấn đi mà mãi cho đến bây giờ thì bà Trương Mỹ Lan mới bị bắt. Và cái vụ việc Vạn Thịnh Phát này nó như thế nào mà đã có hai người chết rồi phải không quý vị ha? Một là một người Nguyễn Tiến Thành nè, chết trước khi mà bà Trương Mỹ Lan bị bắt, cách đó có mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Rồi sau đó có một người khác nữa tên là Nguyễn Phương Hồng, là trợ lý đắc lực cho bà Lan, thì lại mất ở đồn công an. Cùng bị bắt với bà Trương Mỹ Lan và sau đó thì đã tử vong sau 2 ngày bị bắt. Đây là một câu chuyện vẫn còn bí ẩn phải không quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, theo một tờ báo đã viết như thế này thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ lại mà thôi nha. Cali Sài Gòn chỉ là một YouTuber, cho nên chỉ chia sẻ những gì cập nhật được trên những tờ báo. Rồi mình thấy nếu mà cái tờ báo nào mình thấy thú vị và có thể chia sẻ được thì mình chia sẻ đến với tất cả quý vị. Vụ Trương Mỹ Lan đại án kinh tế hay là động đất chính trị? Vụ nữ gia Trương Mỹ Lan, chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt trong một vụ kinh tế sẽ là bước đầu tiên để khui ra và đốt lò. Các vị tài to mặt lớn từ đương chức luôn cả đến vị những cái vị mà nghỉ hưu luôn nữa. Theo nhận định của nhiều nhà quan sát ở Việt Nam, bà Lan ai cũng biết là trùm bất động sản, một trong những người giàu nhất của Việt Nam, một trong những người giàu nhất nha, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hôm 8 tháng 10 rồi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian lận trong phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân theo thông tin phát đi từ cơ quan này. Vụ bắt giữ bà Lan đã gây xôn xao dư luận vì trước giờ bà Lan được biết đến như là một nhân vật không thể đụng đến. Bất chấp tai tiếng về hối lộ cả triệu đô la cho cố thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ, những ồn ào về việc có tên trong hồ sơ Panama hay lùm xùm quanh việc xin thôi quốc tịch Việt Nam suốt nhiều năm qua, bà Lan vẫn bình an vô sự và không ai dám đụng tới. Do đó, dù vụ án được tuyên bố là án kinh tế, nhưng nhiều người cho rằng mục tiêu thực sự đằng sau việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan là thanh trừng chính trị. Bà Lan sở hữu nhiều khu đất vàng ở vị trí vô cùng đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều người thèm muốn, nhưng không rõ làm sao bà thu tóm được. Thời kỳ mà Vạn Thịnh Phát của bà phất lên như diều gặp gió cũng là giai đoạn ông Lê Thanh Hải là người có quyền lực bao trùm thành phố lớn nhất nước. Bà có liên hệ lớn. Và đây là theo như tờ báo của VOA ở hải ngoại người ta đã đăng. Một nguồn tin thảo chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nói với VOA với điều kiện giấu tên và cho rằng vụ án liên quan đến rất nhiều quan chức chấp bu, nghỉ hưu lẫn đương chức. Và đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải xử lý quyết liệt vụ này. Theo nguồn tin này, lưu ý
vụ bắt giữ xảy ra sau khi ông Trọng cùng nhiều ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có ông Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bay vào làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là họp hội nghị Trung ương 6. Trên mạng xã hội, một tài khoản có tên là Sức mạnh Việt Nam chuyên đăng những bài ca ngợi Đảng, tung hô chế độ, đã đăng bài có tiêu đề Trương Mỹ Lan xa lưới pháp luật. Trong đó đề nghị cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xem những khu đất vàng đã thuộc về bà ấy có hợp pháp hay là không, liệu có đại quan hay là đại quan nhân nào đứng sau lưng để chống lưng cho Vạn Thịnh Phát hay không. Khi lò cụ tổng được đụm than thì củi tươi hay củi khô đều phải cháy. Đã qua rồi cái thời mà đại quan nhân một tay che cả một bầu trời, bài đăng này viết và cho rằng nhân dân Việt Nam vui mừng lắm, hả hê lắm khi những phát súng chống tham nhũng liên tục bắn. Cũng trên Facebook, nhà báo Lưu Trọng Văn ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng cái gì đến rồi nó cũng phải đến mà thôi. Tài tiếng về các cuộc ngang nhiên cướp đoạt, xí phần, hớt tay trên các tập đoàn khác để chiếm các miếng mồi đất đai, dự án ngon ăn béo bở nhất của bà Trùm cũng không bất cứ ai mà dám ho he, dám lên tiếng gì hết. Nhà báo này lên án bà Trương Mỹ Lan. Liệu lần này bà Trùm bị xét xử thì những kẻ trùm cuối ra sao? Rắn chúa có bị lên đoạn đầu đài hay không? Ông Văn đặt vấn đề khi bày tỏ nghi ngờ nếu cái cơ chế sinh ra rắn chúa không bị hành quyết thì vẫn chỉ là chuyện nước vẫy đầu vịt vì rắn chúa khác lại ra đời. Ông Nguyễn Văn A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến ở Hà Nội, cũng cho rằng vụ bà Trương Mỹ Lan là một vụ án chính trị rất là to. Ông bày tỏ nghi ngờ về con đường làm giàu cực kỳ nhanh chóng của bà Lan trong điều kiện ở Việt Nam. Những người phất lên nhanh thường là cánh hầu của các quan chứng. Theo lập luận của ông, các đại gia ở Việt Nam phất nhanh chắc chắn sau lưng đều có quan chức chống lưng, và các vụ án thoạt đầu là án kinh tế nhắm vào các đại gia cuối cùng cũng là động tới vị quan chức nào đó. Trong trường hợp của bà Lan, ông A cho biết ông đã nghe dư luận lâu nay là bà Lan có quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo trước kia của Thành phố Hồ Chí Minh. Những lời đồn của người dân có từ đâu và cũng đã có từ lâu khi khá là chính xác, ông cho biết như vậy. Giải thích tại sao bà Lan có thể tung hoành ở thành phố lớn nhất nước một thời gian dài như vậy, ông A cho rằng do hệ thống bị lỗi. Trên cùng là một ông vua, đến các quan bên dưới là quyền lực đối với người dân. Ở các địa phương mà không có thiết chế gì để giám sát các ông ấy, ông A còn nói thêm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất to thì quyền hành của ông ấy kinh lắm. Chính trị thống như thể sinh ra chuyện là không cần minh bạch trong việc thâu tóm đất đai. Vì nếu tôi là người quen, tôi là cánh hầu của ông đó, thì có chiếm được đất vàng bằng thủ đoạn đi nữa thì cũng không có báo chí nào dám phanh phui ra đâu. Và ông đã lý giải như thế. Riêng việc gian lận trong phát hành trái phiếu, ông A chỉ ra không chỉ bà Lan mà còn cơ quan như Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cũng phải có trách nhiệm vì đã phê duyệt cho bà Lan được phát hành trái phiếu để huy động vốn trong dân. Như vậy thì khổ vẫn là người dân, phải không quý vị ha? Tại vì phát hành trái phiếu rồi để lấy tiền thì cuối cùng là gì? Người ta, những người giàu, người ta tin tưởng vào đó, người ta đầu tư, rồi cuối cùng cũng bị gạt. Và mình cũng nghe phong phanh đâu đó có một số người làm chung thì cũng có nói rằng cũng có bạn bè thân nhân ở Việt Nam họ đầu tư vào cái chỗ của bà Lan thì lúc đầu tiền lời rất là nhiều. Nhưng sau cái vụ này thì chắc trắng tay quá. Cho nên thôi,
chúng ta làm việc gì thì ăn chắc mặc bền đi quý vị ha. Mình chậm chậm, nhưng mà có cái kết quả là tốt rồi. Chứ mà cái kiểu mà làm ăn mà kiểu mà nhảy vô nhảy ra, hoặc là đầu tư mà nó mập mờ quá, rất là hồi hộp. Chứ là mình bỏ ra một số vốn rất là lớn, rồi xảy ra những việc không may như thế này thì cả cuộc đời hối hận không kịp, phải không quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về vụ án của bà Trương Mỹ Lan, và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.